Rồi, chào các bác. Hôm nay em có hai cái món này ưu đãi cho anh em nào lấy cả hai nhé. Hai bộ đồng hồ chân nến của Đức và của Ý. Một bộ của Đức, một bộ của Ý. Tựu chung lại là đều là đồ châu Âu và bằng đồng nhé. Em nhấn mạnh nó đều là bằng đồng đúc và nó không phải là antimon, không phải là thạch cao, không phải là bột đá mà nó là đồng đúc. Mỗi bộ này nặng khoảng em áng chắc nó phải tầm khoảng hơn 20 cân đấy. Thì em sẽ có hai bộ. Đấy. Bởi vì cái bàn hơi nhỏ cho nên là nó quay nó chỉ là như này, một bộ này. Đây để em để này các bạn hình dung. Một bộ nó sẽ gồm có 3 món là một cái đồng hồ và hai phần cây nến. Đấy. Thì đây, một bộ ở trong này là bộ có đá. Đấy, đây đây, có đá cẩm thạch này. Đấy, và kết hợp với cả đồng. Thì bộ này thì các bác biết rồi, bộ này bình thường là 28 triệu bộ này. Đấy, 3 món này. Thì bộ này em mỗi cái cây nến này, mỗi cái chân nến này nó sẽ có tổng cộng là 6 cái chỗ để nến và một cái chỗ để gọi là mình để cái tắt nến. Còn nếu các bác là cắm 7 cái nến thì cái tắt nến này các bác bỏ ra, còn không thì các bác để này các bác trang trí đó. Nó như vậy, bình thường bộ này 28 triệu. Đây, bộ này 28 triệu, còn bộ này ấy, thì là bao nhiêu ạ? Bộ này thì 26 triệu. Đấy, nếu mà hôm nay mà bác nào mà lấy cả hai bộ ấy, thì em giảm luôn cho các bác mỗi bộ 2 triệu. Thực ra cái này thì mình bán loa đài mình không chuyên, cho nên là bán gọi là giao lưu là chính thôi. Đó, anh em nào lấy thì lấy cả hai bộ thì em giảm cho mỗi bộ 2 triệu nha các bác nhé. Lấy vốn về thôi. Đấy, một bộ 28, một bộ 26, nếu anh em lấy cả hai bộ thì giá đấy. Đấy. Anh em nào mà thợ thuyền hoặc là gì đấy thì lấy về để bán thì cũng rất là đẹp. Bởi vì em đã chọn rồi. Các bác biết rồi, những cái dòng đồng đúc này thì nó cũng có rất nhiều bộ. Có những bộ nó thiếu phụ kiện. Đấy, có những bộ thì nó không được đẹp. Đấy, nó sẽ rẻ hơn. Còn đây là em đã xác định, em mới làm cho nên em đã chọn được những cái bộ cực kỳ xuất sắc. Rất là đẹp. Đấy, khóa khác đầy đủ nha các bác nhé. Khóa em buộc vào đây rồi. Đồng hồ chạy bằng cơ. Những cái bộ này các bác bày vào những cái phòng nó rất là giá trị luôn. Đấy. Các bác bày thì nó rất là quý phái. Đây các bác nhìn đây, các cái đường nét cực kỳ đẹp luôn. Rất là hoành tráng. Tất cả các cái phần chi tiết, các cái đường nét đúc của nó cực kỳ hoàn hảo. Đó, anh em nào mà muốn sở hữu thì điện cho bên em. Rồi, xin chào và cảm ơn các bác.